ta còn mê. Thì bây giờ đời đời kiếp kiếp chúng ta phải luân hồi sanh tử, mà Đức Thầy cho chúng ta biết đó là mãn sai xưa theo cuộc vui chơi, nên kiếp kiếp đời đời lên xuống tất nhiên là còn bị luân hồi sanh tử hoài. Là mê đâu thì sanh đó không xê, luân hồi bởi tại mê mà có nè. Điều ấy chúng sanh nên nhớ rõ, vướng gốc mê, vướng gốc mê cho nó hết sanh, tất không còn bị nghiệp hoành hành, chừng đó mới trở thành tự tại. Làm lạc biết hoài đầu trở lại, cố đi dầu sao mấy cũng gần, đem phàm thân đổi lấy Phật thân, dạng sự ở tinh thần cương quyết. Là do nơi cái tâm mình coi như là có chỗ cương quyết, phải đại hùng đại lực từ bi. Chúng ta không có đủ khả năng, không đủ bản lĩnh, không đủ can đảm, không đủ như là cương mộc, mà chúng ta nói giác tha, coi chừng ta tha giác. Ta tha giác, tất nhiên ta tha mình, ta giác mình luôn. Chứ sao giờ phải không? Thưa các bác anh em dân đạo, mà tôi thấy đồng đạo mình bây giờ đi hắn đi ra độ đời đã đời cuối cùng của mình, tính độ người ta, ai về đâu người ta độ mình không hay. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay cho con xin hỏi ông Tư một đoạn. Hoặc giả là giác giả, giác giả là tỉnh giả. Vậy cho con hỏi hoặc giả là gì? Tỉnh giả là gì? Và giác giả là gì? Nam mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa chư quý vị, để bắt nhịp cầu giao cảm đầu tiên được đồng đạo nêu lên trong cái giáo lý của Đức Thầy trong một đoạn thôi, một đoạn văn tản, mà trong đoạn văn tản đó là Phật, Phật là gì, ở trong cái bài Phật là gì, thì bây giờ ở đây coi như là đồng đạo mới nêu lên trong một đoạn ngắn không, đó là Phật giả là giác giả là tỉnh giả, rồi đồng đạo mới nêu lên hỏi qua ý đó là Phật giả là Phật gì, mà tại sao Phật giả là giác giả, còn giác giả là tỉnh giả. Thưa cô bác anh em chi đồng đạo, vậy thì đồng đạo chỉ nêu lên một ít coi như là trong cái từ đó thôi, nhưng mà ở nơi đây coi như là những cái từ đó cô bác anh em chi đồng đạo. Vậy thì bây giờ Phật giả là giác giả là tỉnh giả. Vậy Phật tức là giác, Phật là giác. Vậy thì bây giờ nếu như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hồi còn là Thái tử Sĩ Đạt Ta, bỏ cung vàng điện ngọc, quách thành thê tử vợ đẹp, con ngoan dấn thân vào trong rừng sâu núi thẳm, 5 năm tầm sư học đạo, 6 năm khổ hạnh và 49 ngày đêm tu luyện, và sau cuối cùng ngài chứng quả được là A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, gọi là cái quả vị là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và bắt đầu từ khi mà Thái tử Sĩ Đạt Ta mà bỏ cung vàng điện ngọc, là quý vị mình biết cái nguyên nhân gì không? Cái nguyên nhân là Thái tử Sĩ Đạt Ta sau khi đi dạo bốn cửa thành, mà dạo bốn cửa thành tất nhiên là thấy sanh già bệnh và thấy một người tốt đẹp trang nghiêm, nào về đâu trời đã ứng điềm giả tăng sĩ gửi lòng Thái tử. Ngài hiểu rõ ấy là phận sự phải xuất gia tầm đạo mau mau, thấy không? Vậy thì hồi còn là Thái tử Sĩ Đạt Ta với khi Phật Thích Ca có khác, thì mặc dầu cũng chỉ là một xác, nhưng khi mê khi giác khác nhau. Lúc còn mê mờ mịt lao sao, đến khi giác lào lào trong sáng. Mê với giác nói hai hình dạng, nhưng cũng từ một bản tâm sánh. Vậy thì Thái tử Sĩ Đạt Ta với ông Phật Thích Ca, tôi hỏi quý vị vậy có khác không à? Có khác không? Khác là khác trong chỗ giác và mê, nhưng mà thân xác của Thái tử Sĩ Đạt Ta với thân xác của ông Phật không khác. Cô bác anh em với đồng đạo, mặc dù cũng chỉ là một xác mà, nhưng khi mê khi giác khác nhau, cho nên đồng đạo mới nêu lên câu này: Phật giả là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Phật, Phật giả là giả, chữ giả là người, mà có chỗ gọi chữ giả là vậy. Vì vậy cho nên ở nơi đây, ví dụ như bây giờ cái chữ giả bây giờ là một bậc coi như là trong khi đó là bề trên cao đó, nên gọi là giả. Ví dụ như bây giờ Đức Khổng Tử, thì bây giờ trong khi đó coi như là ngài cũng nói Đức Khổng Thánh, người sanh nước lỗ, ngài còn xưng cuồng quyến giả hồn. Cô bác anh em trường đạo, vì vậy cho nên cái chữ giả là dạy, Phật giả là Phật dạy, là giác dạy. Ông Phật dạy tất nhiên là ông Phật mà được như vậy là do nơi giác dạy. Như vậy thì bây giờ nếu như chúng ta giác tất nhiên là Phật,
mà còn mê tức là chúng sanh cô bác anh em chùm đạo, chỉ có vậy thôi. Không, thôi chưa quý vị. Vậy thì bây giờ cái gương hạnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi xưa còn để lại theo đội gương phẩm Thích Ca, dốc đem tâm trí tầm ra đạo màu, thì bây giờ chúng ta cũng vậy. Thì bây giờ chúng ta cũng noi theo gương hạnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà Đức Thầy hôm nay còn nhắc lại cho chúng ta biết quy là về. Mà về đâu? Về cửa Phật. Y có nghĩa là dân lời theo khuôn mẫu. Vậy quy y đạo Phật là nương nhờ cửa Phật và làm theo lời Phật dạy. Phật từ thiện cách nào ta từ thiện theo cách nấy, Phật tu cách nào đắc đạo rồi giải ta, ta cũng làm theo cách nấy. Thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì khá dân lời, phải không? Đó là Phật giả. Như vậy là hồi xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài giác, mà ngài giác cái gì cô bác anh em chị ông đạo? Ngài giác cái gì? Thôi bây giờ nói cho mau, tất nhiên là sau khi ngài giác là dạo trong bốn cửa thành như hồi nãy đã nói, phải không? Cho nên trong khi đó coi như là thấy tất cả các chúng sanh coi như là phải nằm trong vấn đề sanh lão bệnh tử, mà không ai thoát khổ được hết cô bác anh em chị đồng đạo, không ai thoát được. Cho nên hôm nay Đức Thầy còn nhắc lại cho chúng ta biết Đức Thích Ca xưa ở lầu đài nghiệm tứ khổ nên ngài tầm đạo. Nghiệm tứ khổ nên ngài tầm đạo, tất nhiên là ngài bỏ cung vàng điện ngọc quách thành thế tử. Rồi bây giờ hôm nay Đức Thầy còn nhắc lại coi như là trong cái bài luận việc tu hành, mình vàng thái tử ngôi còn bỏ, dốc ngọc đông cung trước thế liền, xem đó hỡi người mau lập chí tu hành khai nhớ những trời nguyên. Rồi chứ quý vị, vậy thì qua cái đoạn giảng mà được đồng đạo nêu lên Phật giả là giác giả, là Phật dạy là giác dạy. Rồi bây giờ chúng ta muốn làm được như ông Phật thì làm sao? Cũng phải giác y như ông Phật của bác anh em chứ đồng đạo. Cho nên Phật thành được, chúng sanh thành được, thánh với phàm chỉ một bổn lai thôi, khác nhau kẻ tỉnh người sai, chứ ai thì cũng như ai đủ hình, phải không? Xưa ma đó bổn lai Phật đó, cây với thuyền nào có xa nhau, khéo tay môi móc ghép vào thì cây nên được thuyền tàu khó chi. Vì vậy cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng với tất cả các chúng sanh là y với nhau hết cô bác anh em dùng đạo, chỉ có cái giác với mê mà thôi. Giác với mê chung quy có một, khác nào như sóng nước không hai. Chớ nên vọng chấp bên ngoài, hãy dùng trí quán lại ngay trong lòng. Bỏ điều này tất không thấy đạo, chỉ luống công giúp giáo kẻ thù. Người đời thường một bữa tu, 9-10 ngày bỏ, công phu không cần. Cũng lại cho lần chân Phật tử, đạo cứ tìm trong sử trong kinh, không soi lại bổn tánh mình, cứ như thế đó mà hành sớm chưa. Rồi lại trách sao chưa thoát huệ, đâm nghi ngờ kinh kệ sai ngôi, kỉnh kệ kinh chỉ lối cho ta, cứ ngồi một chỗ dễ mà tới đâu. Có giống sẵn không âu trọng tỉa, mà ước mơ xuông há dễ được ăn, nhìn tai mà không chịu ngó trăng. Lại đem ý trách cho rằng tối đen đỏ trần, bởi quen theo lối tục siêu phàm, nhờ đi ngược đường duyên. Đừng mang chúng khỏi khùng điên, hoài đầu tất quả Phật tiên đắc thành. Đó, như vậy cho nên ở nơi đây coi như là Phật giả là giác giả. Như vậy là bây giờ nếu như chúng ta giác được, tất nhiên là Phật của bác anh em chứ đồng đạo. Vì vậy cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi ngài thành đạo, ngài mới thiết lên coi như là 49 năm thuyết pháp để cho tất cả các chúng sanh. Nhưng mà ngài nói một câu quyết định cho chúng sanh biết rằng, ngài nói là ta là Phật đã thành, còn chúng sanh là Phật sắp thành. Có bác anh em chứ đồng đạo. Vì vậy cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói ngài coi như là Phật đã thành, mà ngài nó hoàn toàn coi như là trong tam giác, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mạng là thành. Rồi bây giờ chúng ta coi như là muốn được như ông Phật là chúng ta phải có cái bổn phận tự giác và giác tha. Như vậy tất nhiên là chúng ta mới được. Như vậy là Phật là giác, mà giác của ông Phật nó có ba cái giác, tất nhiên là tự giác nè, rồi giác tha nè, rồi giác hạnh viên mạng. Đó là ba giác của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài đã thành Phật. Còn bây giờ là Phật giả là giác giả. Vậy thì bây giờ chúng ta coi như là có ba cái giác của bác anh em chứ đồng đạo nha. Ba cái giác, ba cái giác mới được thành Phật. Nhưng mà mỗi vô chúng ta mới vô đồng cái giác đầu thôi cô bác anh em chứ đồng đạo. Vô cái giác đầu là nó dội ngược cái rồi, đừng nói tới cái giác thứ hai. Vô cái giác đầu tất nhiên là trong khi đó chúng ta coi như là mới có giác ngộ tu thôi, thấy không? Vậy đó mà Đức Thầy cho chúng ta biết là nhân sanh còn hỡi ngà ngà giấc sai. Giác rồi mà bây giờ nó cũng còn ngà ngà, chứ chưa có giác gọn trọn vẹn, không? Giác mà trong đó nó coi như là nó cũng còn khoa trộn ở trong đó đủ thứ của bác anh em dùng đạo. Đừng nói chi qua cái vấn đề thứ hai, tất nhiên là cái giác tha, phải không? Cái giác tha của chúng ta đó hen, là phải bỏ tâm ích kỷ, phải có lòng đại lượng, phải bố thí và phải giúp đỡ và tương thân tương trợ với nhau.
Ai muốn tầm đạo cả cao sâu thì hãy dẹp tánh tình ích kỷ là mới dắt tha được, phải không? Tu mà còn dĩ kỷ quá chừng thì làm sao thoát khẩu trầm lưng, khuyên bổn đạo ráng tầm nẻo chánh. Vậy thì bây giờ cái giác tha thứ hai, tự giác giác tha không có được, ấy là tu trái ngược Phật môn. Phật môn độ sát, độ hồn sát trong hạnh phúc, hồn trong thanh nhàn, đã kỹ đạt nhân tiêu đề môn trung thí thứ nho tông. Mà giác tự giác tha là yếu chỉ khách tự bi Phật đạo, mình thành đạt cho mình thành đạt cho người, đó là yếu chỉ của người tu theo đạo nho. Còn mình giác cho mình xong rồi mình giác cho người đó là cái người tu theo đạo Phật là phải có. Đúng không anh em dừng đạo đó. Vì vậy cho nên bây giờ Đức Thầy mới bảo cho chúng ta phải có cái tinh thần tự giác. Đó là mình đã gặp con thuyền Bát Nhã, có lý nào ích kỷ tu thân? Phật hổ xưa còn ở nơi trần, ngài gắng sức ra công hoằng hóa, nền đại đạo lưu thông khắp cả, bậc tiên hiền đều trọng Phật, gia rèn dân bằng giáo thiết bình hoài, giống bác ái gieo sâu vô tận. Là chúng ta có cái tinh thần bác ái. Vì vậy cho nên đã nói chí từ bi Đức Phật màng chữa kể chi sát chất khổ đau, đập tan cánh cửa trận lao là điều mộng ước tự bao thở rồi. Nếu sanh chúng vẫn còn nặng ách thì ra tay cứu vớt không thôi. Còn hôm nay Đức Thầy bảo cho chúng ta cái phần tự mà giác tha, đó là ngày giờ nào còn có trong chúng sanh chịu khổ, ta cũng phải khổ vì họ vậy. Của bác anh em trong đạo. Vì vậy cho nên chúng sanh còn đang lặng hụp, coi như là lưng trầm trong sanh tử, mà mình nỡ nào coi như là mình ăn sung mặc sướng, rồi mình không có chịu lo gì cho chúng sanh hết, cô bác anh em dùng đạo, phải không? Vì vậy cho nên là khi mà chúng ta muốn được thành Phật thì phải lo toan độ chúng, mà muốn lo toan độ chúng là phương tiện phải sẵn sàng, chớ để người nghi hoặc mà tánh họ mới vinh quang. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta muốn độ chúng như vậy là muốn cứu người, muốn vớt người, thì bây giờ tập cho mình bơi lội thật hay mới có thể vớt người chìm đắm ngang. Chứ nói nãy giờ ông Tư Phương nói vậy, bây giờ tôi cũng cố gắng có tôi vượt ra để mà tu độ chúng sanh, nhưng mà mình chưa có tu tập, mình chưa có hạnh, có chứ là tự giác chưa xong mà mình ra coi chừng ta nếu mình ngã luôn, cô bác anh em chưa đạo, phải không chị, phải không cô? Như vậy cho nên tự giác là qua cái mục đầu giác tha, là bây giờ nếu như chúng ta có một cái tài năng để mà giúp đỡ cho bao nhiêu người khác, đó là giác tha. Còn ngược lại, mà nếu như chúng ta không có đủ khả năng, không đủ bản lĩnh, không đủ can đảm, không đủ như là cương mục, mà chúng ta nói giác tha coi chừng ta tha giác, ta tha giác tất nhiên ta tha mình, ta giác mình luôn, chứ sao giờ phải không? Thưa các bác anh em dân đạo, mà tôi thấy đồng đạo mình bây giờ đi hắn đi ra độ đời đã đời cuối cùng của mình, tính độ người ta ai về đâu, người ta độ mình không hay, cuối cùng ta độ mình không, cô bác anh em chưa đạo à. Rồi giác hạnh viên mãn đó là Phật, tất nhiên là chúng ta hoàn toàn tam giác, đó là Đức Phật, tất nhiên đó là Phật, là Phật giả là giác giả, mà giác giả là tỉnh giả. Thưa cô bác anh em dừng đạo thôi, giờ nói qua vấn đề mà tỉnh cái đi hen, còn cái giác hạnh viên mãn chúng ta chưa có hoàn toàn được, thôi giờ làm hai cái mục này trước đi, thấy không? Hai cái mục là tự giác giác tha này đi. Mà chúng ta muốn được giác tha, tất nhiên là chúng ta phải bỏ cái tâm ích kỷ. Muốn được giác tha là phải bỏ cái tâm thành kiến, cố chấp, thói quen, sự chần chờ, lòng ham muốn, tánh kiêu ngạo, tật đố, dèm xỉm, vô định, ích kỷ, tư tâm. Bỏ đi cái tánh nhân ngã thì giác tha mới được. Mà nếu như ai tu tập mà còn cái tánh nhân ngã là không bao giờ giác tha nổi, cô bác anh em chứ đồng đạo. Cái tánh nhân ngã tất nhiên là còn phân biệt thân sơ, còn phân biệt đồng đạo, còn phân biệt coi như là cái người thân kẻ ghét, còn phân biệt cái người này tôi không ưa, còn phân biệt cái người này mới tôi như là mà dị ứng với tôi, mới cự cãi với tôi nè, là bỏ cái tâm nhân ngã mình mới có là tự giác, mới giác tha ta được. Chứ còn bằng không nữa hen, là cái tâm của mình còn dướng díu ba cái điều đó đen, là không bao giờ giác tha nổi, cô bác anh em trong đạo. Cho nên Đức Thầy nói sao? Xin quên mấy lúc giận hờn, không ra tay tế độ nghe đờn Tây Quy, ha, giàu sang nghèo khó cũng người, nên ta thương hết, giàu cười hay khen. Cô bác anh em trong đạo, đó là cái tinh thần của đạo Phật, không? Rồi bây giờ coi như là qua cái chỗ sau, coi như là giác giả, là tỉnh giả, phải vậy không? Thôi cô bác anh em trong đạo, vậy thì bây giờ chúng ta đã giác rồi, đã giác ngộ rồi, đã học đạo rồi, đã giác ngộ học theo hạnh Phật, thì bây giờ chúng ta đã quy y rồi, tu rồi, cúng lại rồi, ăn chay rồi, niệm Phật rồi, làm lành rồi, làm hết rồi, dạ. Nhưng mà giác chưa có tỉnh, cô bác anh em trong đạo, cho nên Đức Thầy mới nói cho chúng ta biết giác giả phải tỉnh giả. Mà tỉnh giả đó là gì?
Vậy thì bây giờ chúng ta có tỉnh thiệt, khi mà chúng ta đã quy y rồi chúng ta tỉnh nè, cúi kính dâng hương trước của quyền cầu trên thất tổ chứng lòng thiện, nay nay con tỉnh ngộ, đúng không? Mình mới có tỉnh ngộ ha, mới có tỉnh ngộ, tất nhiên nay con tỉnh ngộ quy y Phật, chí dốc tu hiền tạo phước duyên mới tỉnh ngộ nhanh hay, mới tỉnh ngộ ha. Vậy bắt đầu cái tỉnh ngộ rồi sao, bây giờ phải tỉnh thêm bước nữa cô bác anh em chứ đồng đạo. Tỉnh cái chỗ nào? Thì bây giờ Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết, muốn như vậy là chúng ta phải sớm sớm tỉnh ngộ lên đường giải thoát, lánh xa trường, đổ bát chớ chen chân. Vậy thì bây giờ tỉnh ngộ phải lên đường giải thoát, chứ không phải coi như là ngày nào cũng đọc bài cúng, ngày nào cũng đọc bài cúng hết. Đọc mà không chịu thực hiện, sự lễ bái không đủ cho ta tỏ ra một tín đồ chân thành của đạo Phật được. Tại sao vậy? Vì Đức Phật chẳng bao giờ ngỏ ý rằng các người hãy lại thờ ta cho nhiều và ta sẽ đổ giúp các người, nghe mà trái lại ngài dạy rằng các người nên biết phận sự con người phải làm gì trong kiếp sống. Thì bây giờ nay con tỉnh ngộ quy y Phật rồi đó, mình cúng hàng ngày rồi đó, nhưng mà Đức Thầy bảo cho chúng ta tỉnh ngộ thì phải sớm tỉnh ngộ lên đường giải thoát, lánh xa trường đổ bát chớ chen chân, nghe. Nếu lỡ cơ buông tảo bán tần thân trí cực nở lần khân chẳng dứt cả. Tất nhiên là bây giờ nếu mà tỉnh ngộ là chúng ta phải làm vậy, phải tỉnh ngộ lên đường giải thoát, thấy không? Rồi bây giờ tỉnh ngộ lên đường giải thoát, muốn giải thoát nữa phải làm sao? Thì Đức Thầy cho chúng ta một phương pháp thứ ba nữa, đó là rài tỉnh ngộ. Sao nữa? Ái hà quyết dứt, nghe. Nếu mà tỉnh ngộ rồi mà ái hà không dứt đây nghe, là bây giờ cũng không có về Phật được, phải không đạo? Cho nên Đức Thầy mới nói coi như là ghiền cho đến lúc chúng khiên quan tài nè. Con này mà ghiền cho đến lúc chúng khiên quan tài, nhắm mắt cũng nắm hai tay đâu, đem tiền cổ đem rầy hầu non, chỉ có tội phước hãy còn đến nơi thập hát cửa sông Diêm Đài, phải không? Bây giờ sớm tỉnh ngộ phải lên đường giải thoát rồi, giải thoát rồi, bây giờ chúng ta muốn giải thoát và là rài tỉnh ngộ phải ái hà quyết dứt, đèn đạo tâm mới sáng được sâu đường, không? Như vậy tất nhiên là chúng ta phải dứt ái hà, mà muốn dứt ái hà đó là sao? Thì Đức Thầy nói cho chúng ta biết, bể ái hà gươm linh sớm dứt, lòng bồ đề sắt đá giống kình. Nghe không? Phải dùng gâm linh của mình, của bác anh em trong đạo mới dứt được nó, mà dứt được nó mới gọi là tỉnh ngộ, phải không? Chứ quý vị mình thấy hồi xưa thái tử Siddhartha bỏ cung vàng điện ngọc quách hành thê tử vợ đẹp con ngoan mà vô trong rừng sâu bất động tháng hai tháng, nhớ bà gia vô đà la trở về thành Phật được không? Làm sao mà thành, phải không? Dùng gâm trí huệ cắt mau lòng phàm như vậy mới thành được, phải không? Còn mình đi đâu bắt đầu lâu lâu bắt đầu đi núi 7 ngày 8 ngày 10 ngày gì bắt đầu cái nhớ, tranh thủ đi về mới được. Hỏi đi nhớ cái gì à? Tôi nhớ nhà. Thì nói vậy chứ nhớ nhà cái gì, cái nhà chân giận đó mà nhớ cái gì. Vậy đâu mà nhớ làm sao mới đi về Phật được, có cái nhận đạo. Phải không? Đó tất nhiên là ở nơi đây chúng tôi muốn nói là giác giả phải tỉnh giả. Mà tỉnh là phải tỉnh cỡ này cô bác anh em chứ đồng đạo. Phải không? Chứ còn mà chúng ta tỉnh mà còn cứ ưởng hoài thì làm sao mà coi như là thành Phật được. Vậy thì bây giờ Đức Thầy mới bảo cho chúng ta cái tỉnh cuối cùng đó là gì? Là tu với tỉnh, biết làm chẳng khó. Rồi sao nữa? Nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu, nãy giờ bắt đầu là tỉnh ngộ đến chỗ dứt cái hại rồi, rồi bây giờ đến cái chỗ này Đức Thầy bảo cho chúng ta coi như là phải lặng tâm thêm một cái nữa là mới tỉnh ngộ. Mà tỉnh ngộ mà cái tâm còn động hoài làm sao tỉnh ngộ được, phải không? Tu với tỉnh biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm nó là tỏ ngộ đạo màu, tất nhiên là chúng ta lặng tâm đi tất nhiên là mới được đắc đạt, phải không? Vậy thì bây giờ chúng ta muốn lặng tâm đó là sao? Thì bây giờ Đức Thầy mới bảo cho chúng ta đó là muốn lặng tâm thì bây giờ là trong lục căn á, trong sát thân mới giám thị lục căn, nghe đồng đạo thật, trong sát thân giám thị lục căn, đừng cho chúng tính lăng quăng nè. Ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục trần, rồi phá ngũ quẩn rứt lần tham ái cậu sân si cũng phải tạo trừ, đem về giác tánh chân như kim thân thị hiện dứt trừ tử thành, không? Thì rõ ràng chỗ này coi như là mới tỉnh ngộ là hoàn toàn. Nó như vậy tất nhiên đó là tỉnh ngộ. Vậy thì đêm ngày phải tự mình suy gẫm ngăn gió trần cho lặng sóng tâm, mà sóng tâm còn thấy lạc làm trời tròn lại thấy nhăn xẹo sọ, sóng thì đục vật không lộ rõ, lặng thì trong chiếu tỏ thiên hình, muốn làm cho tâm được thanh bình tâm ấy sẽ được màu thanh trở lại, có bác anh em chùm đạo. Vì vậy cho nên bây giờ qua cái đoạn là nghi vấn, cho nên chúng tôi không có bàn thêm nhiều mà chỉ nói nội dung thôi. Giác giả là tỉnh giả, mà giác Phật giả là giác giả là tỉnh giả. Phật dạy tất nhiên là giác dạy, mà giác dạy tất nhiên là tỉnh dạy. Mà khi chúng ta tỉnh được rồi thì bây giờ chúng ta mới được làm Phật, cô bác anh em dừng đạo. Còn nếu mà chúng ta còn mê thì bây giờ đời đời kiếp kiếp chúng ta phải luân hồi sanh tử, mà Đức Thầy cho chúng ta biết đó là
mãn sai xưa theo cuộc vui chơi, nên kiếp kiếp đời đời lên xuống tất nhiên là còn bị luân hồi sanh tử hoài. Là mê đâu thì sanh đó không xê, luân hồi bởi tại mê mà có nè. Điều ấy chúng sanh nên nhớ rõ, bứng gốc mê, bứng gốc mê cho nó hết sanh, tất không còn bị nghiệp hoành hành, chừng đó mới trở thành tự tại. Làm lạc biết hoài đầu trở lại, cố đi dầu sao mấy cũng gần, đem phàm thân đổi lấy Phật thân, dạng sự ở tinh thần cương quyết. Là do nơi cái tâm mình coi như là có chỗ cương quyết, phải đại hùng đại lực từ bi, vậy mới trang quân tử nam nhi thân dốc dạng hai câu nghe thạo. Vậy thì bây giờ ngoài cái vấn đề giác tự giác, giác tha, giác hạnh viên mạng, rồi bây giờ coi như là giác giả là tỉnh giả, mà chúng ta còn phải có một cái tâm đại hùng đại lực từ bi nữa cô bác anh em chùm đạo. Là không có tâm đại hùng đại lực thế hen là tỉnh không có nổi, không có tâm đại hùng đại lực thế hen là giác cũng không nổi luôn cô bác anh em chùm đạo, giác không nổi. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta đó là ao sen báo Tây Phương đua nợ, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm được tâm phát bồ đề vững chắc, phải không? Giữ đừng cho ma dương dẫn dắt, thường nhớ câu đại lực đại hùng, phải có đại lừng đại lực đại hùng mới được cô bác anh em dùng đạo. Thường nhớ câu đại lực đại hùng mới thắng thất tình, giữ dạng đạo chung trừ lục dục, chứ cho ôm nhiễm mà thập tam ma diệt bằng chi kiếm mà rứt sân đồ vô sự thánh thơi, mà được thánh thơi tất nhiên là chúng ta được về Phật, mà được về Phật tất nhiên là được về cực lạc, mà Đức Thầy nói là về cực lạc thánh thơi an dưỡng, ấy là ngài ban thưởng công tu. Vậy thì bây giờ được như vậy thì chúng ta mới về cực lạc được cô bác anh em chừng đạo. Nếu như tâm trần chúng ta còn mê nhiễm một chút xíu thôi, không tỉnh não thôi, là về Phật không nổi cô bác anh em chứ đồng đạo. Cho nên có nhiều khi đồng đạo hút thuốc, ở đây tôi nói đúng ai đúng không đúng tu thôi, hút thuốc cái bắt đầu cái trả lời tôi hút gì cho tới chừng mà sau tôi lâm chung rồi tôi giục ngang cái một. Tôi nói quý vị đó nghe, hút thuốc thì hút, nhưng mà quý vị đến có phút lâm chung mà còn đeo, nếu một chút xíu mà nhớ rồi đấy hen là về Phật không có nổi. Ông hỏi làm sao kìa vậy? Tôi nói cái con diều nó bay thẳng ở trên không trung, nó bay lừng 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 ở trên, mà cái sợi dây hay con chút xíu nó con chằng níu lại không, làm sao mà bay được? Cái sợi dây có chút xíu thôi hà mà nó còn kéo gịch lại. Còn cái điếu thuốc này đến hút lâm chung rồi đất mê đấy là nó gịch mình lại cô bác anh em dùng đạo, không về Phật nổi. Cái phao mình ôm qua lội qua sông mà cái phao phải kín đáo đâu đó đàng hoàng, mà nếu lũng một chút xíu thôi là bơi qua sông nổi không quý vị, nó lũng là nó chìm, thấy không? Cho nên bây giờ Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết đó hen, là muốn qua sông bị ngạn thì bây giờ Đức Thầy mới cho chúng ta biết đó là nói với ông Còi Tào Hạo, chúc ông thòn nhã vững lèo qua bờ giác ngạn sớm treo gương mộc, là chúng ta phải qua bờ giác ngạn. Mà khi chúng ta qua bờ giác ngạn là chúng ta coi như là phải dùng thiền, mà dùng thuyền tất nhiên là cái chiếc thuyền phải kín đáo, mà khi chiếc thuyền kín đáo là chúng ta mới qua bên bờ bên kia được cô bác anh em chị đồng đạo. Vì vậy cho nên là màu nhiễm thai khi tỏ ngộ tâm thấy rõ cái sắc phàm như áo, lành thì mặc, rách thì phải tháo, không sợ lo, không có tiếc than, chỉ bỏ thân tạm giả trần gian, cho thân tướng kim cang còn mãi, thân đó mới là thân tồn tại, đó mới là chính cái thân mình, là cái chỗ tự giác giác tha, là cái chỗ Phật giả là tỉnh giả. Đó là thân, là cái thân kim cang còn mãi, cái thân đó mới là thân tồn tại, đó mới là chính cái thân mình. Còn cái thân này khi chết là sình, nó là bóng của thân chân thật, bóng thì mất chứ thân đâu có mất. Thế cho nên chẳng chút lo rồng, mượn giả thân để lập đạo màu, xong rồi trả cho đâu ra đó. Thân là bè, trước sau phải bỏ, để trên bờ hầu có quy hương, bè rã tan người chẳng tổn thương. Vì vậy rất coi thường cái chết của bạn anh em chân đạp. Rồi bây giờ chúng ta là không có sợ cái thân xác này nữa, chết là có cái thân xác khác liền, thân người như thể cái nhà, miệng là cửa cái, mắt là cửa hông, xương sống vốn thiệt còn dông, tay chân kèo cột, xương hông đuôi mè, áo quần là đầu hũ che, trước sân là bụng, sau hè là lưng, da bọc tứ phía chết dần, lục hũ ngũ tạng là buồn cốt xương, một mai đến số dương dương, tử thần đến bắt, hết hương về nhà. Các bác đã dừng đợi đến đây với cái đề tài Nam Mô A Di Đà Phật.